Vũ Anh Lucy chào các bạn. Hôm nay Vũ Anh Lucy mới nhập được một bản S22 Ultra. Cái bản này là bên mình đặt hết bộ vỏ và đặt cấu hình để nó chuẩn như là chính hãng. Đây là RAM của nó là 6GB. Đây mình sẽ bóc màn hình ra cho bạn xem. RAM nó 6GB và bộ nhớ tận 512GB nên là nó chạy rất là chuẩn và mượt nhá. Đây mình đổ vỏ nên là hình dáng của nó y như là chính hãng. Từ các cái phím tăng giảm âm lượng và nút nguồn và cái khe SIM của nó về làm dưới đít đúng như là chính hãng luôn. Và cái bút này thì các bạn ấn là lấy ra luôn nhá, ấn chứ không phải rút như các cái dòng trước. Đây, ví dụ như dòng trước đây thì là khay SIM của nó lại làm ở trên đầu thì nó là khác là chính hãng. Cái dòng này bên mình bán 2.950.000, nhưng bây giờ là có ra bạn các bạn yêu cầu là bản chuẩn hơn, RAM cao hơn thì mình đã nhận đặt được bản này về. Đấy, nó có 3 màu tím, xanh và da cam. Còn cái bút của cái bản trước là phải cậy ra nhá, phải cậy ra thì mới ra được chứ không phải ấn. Đó, phải cậy ra chứ không có chức năng ấn mà hàng chính hãng phải ấn cơ. Thì là bạn các bạn yêu cầu là chuẩn như là chính hãng nhất thì mình đã đặt được cái bản chuẩn như là chính hãng nhất. Đấy, bây giờ mình sẽ test máy để các bạn cùng xem nhá. Đây, hình đình còn rất động, rất là đẹp. Đây, gõ hai cái là sáng màn hình luôn. Đấy, vuốt lên. Đấy, các bạn thấy tuyệt vời không? Đấy, con này là mình đã tải trước cái Facebook với cả Zalo để test lên Facebook Zalo cho các bạn xem. Các bạn mà dùng Facebook Zalo hoặc chơi game thì với cái phần mềm RAM 6GB này thì các bạn dùng rất là ổn nhé các bạn nhá. Đây, Facebook, để mình lướt Facebook để cho các bạn xem. Đây, các bạn xem. Đây là trang của bên Hùng điện thoại Hàn Quốc với mình nhá. Đây, các bạn lướt Facebook này. Đấy, rất là nét đúng không? Màn hình con này cầm rất là nhỏ gọn vừa tay, cụm camera của nó đây đầy đủ hết, đèn flash 3 camera luôn. Đấy, đây. Đấy. Đây là Facebook, lướt rất là mượt đúng không các bạn đấy. Các bạn mình thấy là RAM chuẩn nhưng mà là mình lướt nhanh mà video của nó ảnh nó vẫn ra đều luôn này. Rồi bây giờ mình thử vào cái Zalo để các bạn xem nhá. Đây là phần mềm Zalo, đấy cũng rất là nhanh, các bạn có thể gọi video Zalo là ok hết. Đấy. Nói chung là một theo yêu cầu của các bạn là muốn đặt cái bản RAM cao hơn thì là giá sẽ cao hơn thôi. Cái bản này bên mình bán hơn 4 triệu nhá. Đây các bạn xem. Đúng không? Đúng, đây là toàn Zalo toàn clip thôi. Đâm ra là các bạn xem này, đấy. Đây là Zalo của bên mình nhá. 0942768666. Đấy. Để các bạn biết là bộ nhựa RAM thật của này 6GB thì mình sẽ so sánh với cả con bản trước nhá. Đầu tiên là mình sẽ vào từ trước khi so sánh mình vào test ở trong đi. Đầu tiên mình thử cái bút pen này để nó viết, để vẽ cho các bạn mà dùng mà kỹ thuật mà cần vẽ thì nó rất là ổn này. Đây các bạn vào phần vẽ này nhá. Đây nó có các cái ảnh này này. Đấy, bạn ấn vào đây, muốn vẽ thêm này. Hùng Anh Lusuri là vẽ vào đây hết. Đây cái tẩy này thì các bạn xóa các cái bức ảnh này đi này. Đấy, cái bút này là ấn vẫn đẩy lên luôn. Đâm ra là nó chuẩn như bút hàng chính hãng ấy. Nó rất là êm chứ không như bút kia nó cứ cạch cạch, có vào màn hình nó cạch cạch cơ. Đây cái bút này có vào màn hình nó cạch cạch này. Tại vì là nó có bản giá rẻ mà các bạn, đúng không? Đây. Đấy các bạn thấy không? Mà có mình nó cạch cạch này. Đấy nó cạch cạch. Còn cái kia là nó rất là êm. Ấn một phát đẩy ra luôn. Đấy, cái bút dùng rất là thích đúng không? Bạn nào mà thích vẽ là dùng cái bút này rất là tiện này. Đấy. Dòng S22 là nó có cái phần bíp bút này nên mà rất là thích. Thì các bạn nhớ bút ở trong phải đúng chiều nhá, thì nó mới ấn vào nhá. Đấy, ấn lẩy lên là lẩy luôn này, lẩy phát là lẩy lên luôn này. Đấy, ấn xuống này lẩy lên này. Đấy, khay SIM ở bên dưới là bản chuẩn các bạn nhá. Để so sánh bản kia là bút phải kéo ra và khay SIM ở đầu trên đầu, còn bản chuẩn 36GB là như là chính hãng là khay SIM dưới đít và bút là ấn và lẩy ra luôn. Đấy. Bây giờ là mình sẽ vào phần bên trong giới thiệu. Thì con này là dòng Samsung này là nó rất là hay. Nó có các cái phần mềm như là đây, nó giới thiệu rồi. Bộ nhớ là của con này là RAM 6GB, bộ nhớ 512GB đây các bạn nhá. Đấy, phiên định phần trăm pin ở đây. Cũng vuốt từ trên này xuống là hiện các cái này, đèn pin này. Đấy, đèn pin này. Đấy, Wi-Fi, Bluetooth các kiểu. Còn bây giờ mình sẽ vào cái này là phần mềm này mình thấy rất là hay, là hơn các cái dòng iPhone, đó là nó có mở khóa bằng khuôn mặt này, mở khóa bằng chữ này, có rất nhiều loại bảo mật mở khóa các bạn ạ. Nhá. Ví dụ các bạn là nó có để không để lại để hình này. Các bạn muốn để hình vẽ hình ấy thì là vẽ hình vào đây nhá. Đấy, các bạn muốn để mật khẩu thì là có mật khẩu ký tự này. Đấy. Nó đây là phần mềm, đây là cái này là để mở khóa bằng vân tay nhá. Các bạn cho đúng vân tay, đây là mở khóa vân tay này, vân tay chính chủ luôn này. Đấy, tiếp theo cuối cùng nữa là nó còn mở khóa được cả bản khuôn mặt. Đấy, khuôn mặt đây. Đấy, cho đúng khuôn mặt mình vào là các bạn mở khóa được luôn. Đấy, nó có 5-6 cái một loại mở khóa cơ. Ai dùng Samsung thì sẽ biết về cái này. Còn bây giờ mình sẽ test camera để các bạn xem nhá. Camera con này thì cũng rất là ổn. Các bạn xem camera này, đấy. Các bạn thấy bắt nét này. Đấy, đúng không? Qua mấy camera mà nó bắt nét nhầy cơ mà. Đấy, cũng là mấy camera khác. Rồi, từ chụp máy Lusuri này, đấy, chụp này. Đấy, các bạn xem bắt nét này không? Đấy, còn đây là camera trước nhá. Camera trước là mình đây. Đấy, đang quay cho các bạn xem đây. Đây camera trước đây. Đúng không? Đẹp không?
Rồi, bây giờ để mình test cái mà vì sao mà nó nhanh hơn con này thì mình sẽ test cho các bạn xem. Rồi bạn thử cài đặt cái Gmail đi. Để cùng test. Bây giờ mình sẽ test mình sẽ tải ứng dụng của hai con liền và một con bản RAM ít GB, một con bản RAM 6 GB để các bạn cùng tham khảo nhá. Con này thì là các bạn khi mua hàng thì là các bạn có thể được tặng một cái ốp lưng của chính hãng. Đây là ốp lưng của chính hãng nhá. Là các bạn lắp vào vừa luôn. Đấy, ốp lưng của chính hãng đây. Đấy, lắp vào vừa luôn. Mình sẽ tặng các bạn cái ốp lưng này, ốp vừa lưng chống sóc. Đấy, tem thì đều có tem của nhà xuất của bản Hàn Quốc là ZA cả chéo A, nó in hết đây, made in Korea luôn. Đấy. Nói chung là mình thấy con này rất là chuẩn. Đây, vuốt thanh ngang ra là nó hiện các cái ứng dụng nhanh. Nó có đầy đủ hết. Đấy, tắt đi là khóa màn, mở hai cái là xong, mở bật sáng màn hình này. Đấy, các bạn nhá, cái này nhiều bạn không biết ý, mình đã bán cho mấy bạn trước khi quay clip. Đó là các bạn ấy hỏi là chụp ảnh màn hình chụp như nào thì các bạn ấn nút nguồn và nút giảm âm lượng cùng lúc và chụp màn hình nhá. Đấy. Đấy, đây là chụp màn hình luôn này. Đó, chụp màn hình luôn nhá. Còn nếu mà các bạn mà muốn tắt nguồn ấy thì là giữ nút nguồn và nút giảm âm lượng cùng lúc thì nó tắt nguồn. Đấy. Đúng không? Còn nếu mà muốn chụp màn hình thì nhớ là nút nguồn và nút giảm lượng cùng lúc, nhưng mà ấn nhấn một cái nhá. Đấy, nhấn một cái là chụp màn hình luôn. Hôm trước có bạn hỏi là chụp màn hình nhà mình lại không hướng dẫn được các bạn, là vì máy mới về nên là chưa quen dùng, thì bây giờ nó biết cách rồi. Sau một hôm sử dụng thì mình đã biết cách rồi. Đây, mà mình sẽ vào Facebook, và đây là mình tải sẵn Facebook để vào Facebook để các bạn xem rồi, đúng không? Đấy. Facebook, Zalo vào hết rồi. Bây giờ mình thử vào kênh YouTube để xem nó chạy mượt không nhá, xem video cho nó mượt không nhá. Đây, kênh YouTube đây, mình vào YouTube cho bạn xem luôn. Đấy. Con này là RAM 6GB nên tải game cực kỳ nhanh. Đấy, YouTube là có luôn của Hùng Anh nên bản đầu tiên luôn này. Đây. Đấy, bật lên cả TV được luôn các bạn nhá. Đấy, YouTube lại loa nghe ổn đúng không? Đấy. Rất là hay. Đấy. Đây là kênh của qua quảng cáo này. Đấy, đây là kênh của Hùng Anh nhá các bạn nhá. Các bạn quay qua màn hình này. Xoay, ấn vào đây xoay là nó xoay này. Đấy. Đẹp không? Một cái con máy nhầy mà RAM 6GB chạy mượt nhầy các bạn. Mượt mà này, phóng to thu nhỏ được hết này. Đấy. Đây là cái các bạn thấy quá ok so với một con máy mà RAM 6GB như các bạn yêu cầu không? Bây giờ mình sẽ vào cái CFLA mình tải game này về. Tại vì bình thường là phải tải game sẵn cho các bạn, nhưng con này RAM 6GB chạy quá mượt nên là mình sẽ tải game luôn cùng lúc nhá, hai con máy nhá. Đây, hai con máy tải game cùng lúc. Ví dụ cái game Liên Quân đi. Cái game mạnh đi, Liên Quân Mobile. Đây, mình sẽ đánh game Liên Quân Mobile luôn. Đây, hai cái mình cùng Liên Quân. Đấy nhá, mình sẽ tải về cho các bạn xem nhá. Thì con này tải về cực kỳ nhanh luôn. Cài đặt này, cho này chữ luôn, cài đặt này. Đấy, con này còn tiếp tục, con này còn chạy luôn rồi này các bạn này. Đấy, trong quá trình mà mình chờ hai con nó chạy các cái game về ấy, thì mình sẽ test cái qua cái game Liên Quân cho các bạn xem nhá. Đây là game Liên Quân ở bên mình đã tải sẵn ở trên con máy, cũng con máy này cũng là bản màu tím, là S2 Ultra đây. Đây, em chơi cái Liên Quân cho các bạn xem. Đấy là game Liên Quân. Còn đây là hai máy đang chạy Liên Quân về các bạn xem nhá. Nó chạy về rất nhanh. Rồi, test Liên Quân đi. Đấy, các bạn là vì con này là các bạn thích chơi Liên Quân nên là mình sẽ test Liên Quân trực tiếp cho các bạn luôn. Đấy là game Liên Quân, hai cái game mà mình ghé máy này mình sẽ tải cả Liên Quân cả Mobile Legend luôn. Đây, các bạn xem là chạy này. Cực kỳ đấy. Game Liên Quân cái này nó chạy đến 62% rồi, mà con này mới 24%. Đúng không? Đấy, các bạn xem nhá, hai cái mình tải về nhá, một cái lên 62% mà một cái vẫn chưa lên cơ. Đấy là RAM nó thấp mà, đây 27 và một cái là 62 phần lên rồi, 74 rồi. Đấy. Đấy. Con này là mình đã tải luôn game Liên Quân để cho các bạn xem là nó nhanh, tải trực tiếp cho các bạn xem luôn để xem nó tải nhanh nào. Đấy. Một cái là bao nhiêu đây, một cái là 34, một cái là lên tận 90 rồi này. Nó tải về cực kỳ nhanh. Để đây để các bạn xem nó tải về nhanh rồi mình sẽ chơi đấy. Đấy, con là game Liên Quân đây, đây trực tiếp trên máy mình test sẵn nhá. Đây là chuyên gia game ở bên Hùng Anh thuê về chỉ để đánh game thôi cho các bạn xem. Đấy, con này đã tải xong rồi các bạn ạ, tải xong rồi. Nó hiện là phát rồi đúng không? Là ấn phát là ok đúng không? Đấy, ấn phát là xong. Đấy là nó về luôn rồi các bạn ạ. Đấy, game Liên Quân đã về rồi. Và máy này thì là vẫn đang ở phần ở 66% chưa về được. Đấy, mình sẽ để đây nhá để các bạn nhìn được nhá, nhìn trực tiếp luôn nhá. Đấy, đặt tiếng to lên để cho các bạn xem. Đấy, các bạn xem đấy, game Liên Quân nó đánh. Các bạn nào mà chuyên về game thì nhìn cái con này RAM 6GB nó chạy game thì các bạn biết luôn đúng không? Còn ai mà không chơi game thì lấy mua về để hình dáng thời trang mấy cả Facebook, Zalo thì cái con này quá là ổn. Đấy, các bạn xem thì hai con nó chạy này. Con RAM 6GB nó phải khác đúng không? Mà độ hết hình dáng rồi.
hình dáng của nó chuẩn như như hàng chính hãng luôn rồi, là khay sim ở bên dưới và bút ấn một cái lẩy ra luôn đấy. Nói chung là tất cả các cái lỗi của cái con trước thì bên mình đã khắc phục hết, của cái con sau để đặt để cho các bạn luôn đấy. Đấy các bạn nhìn thấy game đi quân ok không đấy, hình dáng quá đẹp luôn, game to luôn, âm thanh chuẩn đấy, chơi cực kỳ mượt luôn, giao 6 ghi nên chơi rất là mượt đấy. Thôi được rồi, bây giờ là bạn ấy cái con này đi, con này để bàn lên quân cho để cho khách xem đấy. Con này vào đăng ký lên quân đi đấy, con này vẫn chưa tải xong đúng không đấy, con này vẫn chưa tải xong mà con kia đã đăng ký xong rồi, đăng ký và để vào đây đăng ký luôn ở đây đấy các bạn, cứ ấy vào mật khẩu đấy, con này còn lag luôn, tại vì thật sự là RAM con này thấp nhưng mà đâm ra các bạn yêu cầu là cao hơn thì là mình đã nhập về cái RAM cao hơn cho các bạn để các bạn đợi, để các bạn dùng cho nó thích nhá. Đấy, thế là nó chưa về được và khi vào rồi chơi rất là lag. Đang vẫn đang cài đặt. Đây con này nó về luôn rồi đây, nó chơi được luôn rồi. Đấy con màu xanh này về chơi luôn. Tại vì bạn bỏ ra để bạn đăng ký cái tên của bạn ấy vào. Đấy game lên quân. Còn cái game này là còn ngoài ra còn có Mobile Legends. Nó thoát ra để vào Mobile Legends cho các bạn xem luôn. Và để thoát ra. Con này nó về chưa? Chưa về được đúng không? Đang chạy đúng không? Đấy con này là RAM nó thấp nên là nó chậm. Đây là Mobile Legends nhá. Mình test luôn Mobile Legends trên con này luôn. Tất cả cái game đang hot nhất thì là đều test được trên máy này. Tại vì như có biết là RAM 6GB thì chắc chắn nó chạy được tất cả các thứ luôn. Quá tuyệt vời luôn. Đấy. Nhưng mà trong lúc chờ đợi lại chơi con đấy đi. Đấy, hai game là hai cái máy đẹp nhanh các bạn thấy không? Đây là bản này là bản 6GB các bạn nhá. Các bạn lưu ý là bản này bản 6GB. Đâm ra là RAM nó chạy rất là mượt. Thế bên mình có đủ màu để các bạn tham khảo nhé. Đây, bây giờ con này mới lên đây các bạn ạ, mới mở được đây. Mới mở thì các bạn phải chờ phải đến 10 phút nó mới vào được. Đấy các bạn xem nhé. Đấy mình để hết nguyên lên cho bạn xem. Để chứng minh là con này là RAM 6GB thật đúng không? Còn các RAM thấp hơn thì nó vào rất là chậm. Còn RAM 6GB nó vào nhanh lắm các bạn ạ. Tải ứng dụng về nhanh, vào nhanh. Đây là con tím là mình đã tải của Mobile Legends này. Bật tiếng à? Ok luôn. Đấy đang tải về này. Chung là con này để cho bạn cày game thì cũng ổn. Pin con này là cũng là pin 5000 các bạn ạ, đang tải đây à. Đấy. Vào game mà nó tải ngay thì các bạn thấy là nó chuẩn nhà. Đấy, còn ông này vẫn đang loay hoay ở ngoài. Đấy, ông này còn chạy chán chê đấy, con này chạy, con này tải về chạy mượt mà rồi mà ông này mới tải về thôi. Đây là Mobile Legends đúng không? Mình thì không biết chơi game nên là phải thuê cậu về cậu chơi game để test cho các bạn này. Cậu cửa hàng. Đấy. Mobile Legends đấy các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn đi, các bạn mà chuyên gia game thì nhìn vào đây xem là đúng con này là ra bao nhiêu ghi thì các bạn nhìn thấy luôn. Là chơi nó mượt mà luôn. Đấy. Hôm nay là thật sự là nhập con S22 Ultra để về để RAM cao để phục vụ các bạn chơi game là chính thôi. Còn con này thì hình dáng của nó quá đẹp rồi. Đó hình dáng nó cầm rất là vừa tay. Bút bén, bút biếc đầy đủ hết. Game cao, cấu hình mạnh. Đấy. Hai cái game này đang hot. Các bạn lúc nào bảo yêu cầu test hai game này thật sự được cả máy lần trước ấy thì không dám test. Tại vì RAM nó thấp quá, tại vì giá tiền nó chỉ như vậy thôi mà. Nhưng mà bây giờ các bạn bảo là em giá tiền cao lên em đồng ý, chỉ cần nó chơi mượt ơn thôi thì ok. Chứ các bạn luôn, giá tiền cao hơn thì là RAM 6GB chạy mượt mà luôn, chơi game ok luôn. Con này chơi không phải nghĩ luôn. Thấy các bạn thấy không? Con này là nó vẫn đang chạy lên quân, vẫn chưa về được. Đâm ra đợt các cái clip ấy, bạn các bạn để ý xem, các cái máy mà bên thị trường đang bán hơn 3 triệu của cái dòng Samsung S2 Ultra này mà bút phải cậy nó mới ra ấy thì là họ không bao giờ dám tải game trực tiếp trong video cho các bạn đâu. Còn bên mình là bản nào chuẩn nên là tải game trực tiếp trên video cho các bạn luôn. Đấy, video trực tiếp luôn cho các bạn để các bạn xem game là tải về nó nhanh nhào luôn. Các bạn thấy xe game ok chưa? Rồi đó, bây giờ là game là các bạn đấy RAM 6GB là chơi game mạnh rồi. Hàng của bên mình là hàng đập hộp nguyên siêu này. Đây các bạn nhận hàng là có đúng bản của Made in Hàn Quốc luôn nhá. Made in Hàn Quốc, tem mấy Made in Hàn Quốc. Đấy, KH gạch chéo A. Đấy, Made in Hàn Quốc luôn. Thì khi các bạn nhận hàng sẽ được một con máy như này. Thì các bạn bóc siêu ra. Các bạn bóc siêu ra nhá. Cái tem này là tem của nhà sản xuất, là tem vỡ luôn. Khi bóc ra rồi là không dán lại nữa. Đấy tem vỡ đây. Bóc hai cái ra đây, tem vỡ luôn. Thì là một con máy ở trong thì con máy sẽ được như này nhá. Đấy long lanh luôn đây. Đây là màu xanh. Đấy, phụ kiện của nó thì gồm có đây. S2 Ultra phụ nó đấy nhảy. Phụ kiện của nó thì gồm có này tai nghe, đây là cái củ sạc và cáp. Trong này thì có sách dẫn và quay trò sim. Ngoài ra thì bên mình sẽ tặng các bạn một cái ốp lưng của S2 Ultra, ốp lưng của chính hãng các bạn lắp vào vừa luôn. Và tặng bạn một cái miếng dán kính cường lực của S2 Ultra. Các cái hàng này là không dán vừa đâu, nhưng mà bản chuẩn này là dán vừa luôn. Đấy. Hôm nay nhiều bạn hỏi là anh ơi sao toàn thấy game đấy, hôm nay chiều các bạn test game luôn đấy, S2 cho dán vừa luôn đúng không? Còn con này giải không bị vừa không vừa,
Đấy, cái lỗ của nó đây thì nó không vừa, nó bị hở. Đấy, con này cầm rất là chuẩn với tay luôn này, đánh nhau này. Chí chóe luôn. Đấy, Hùng Anh Tsuji là đang dòng Samsung này thì là vẫn còn rất là nhiều hàng để phục vụ các bạn nhá. Mới về rất là nhiều. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày 21 tháng 9 là Hùng Anh Tsuji là người đầu tiên về cái bản dòng RAM chuẩn nhất như này để phục vụ các bạn nhá. Và hàng là double nguyên siêu luôn các bạn nhá. Hàng double nguyên siêu luôn. Đấy. Siêu của nhà xuất của Made in Korea luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn không? Đấy. Đâm ra các bạn đặt hàng thì liên hệ ngay với Hùng Anh Tsuji nhá. Hùng Anh Tsuji liên hệ ngay với Tsuji 0942 768 666. Đấy, đặt một con máy hơn 4 triệu mà RAM 6GB, các bạn chơi game vào các ứng dụng nhẹ và hình dáng có đẹp ngay. Rồi, còn chờ tí nữa không đặt hàng. Hùng Anh Tsuji chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.